không quý vị? Không nóng quá mà có gió mát, không thể tưởng tượng được năm nay khí hậu tốt như vậy. Tôi đoán là Chúa ở trên trời không quay mặt vào đi về này. Anh giờ đang đi sạch. Và quý vị rất thượng mến, xin chào đón nữ ca sĩ Minh Tuyết. Mẹ biết Minh Tuyết không? Minh Tuyết xin lại kính chào các cô chú, các chị và các bạn thân mến. Và hôm nay một lần nữa Minh Tuyết xin gửi đến quý vị một bài hát mà hôm qua giờ thì quý vị yêu cầu Minh Tuyết rất là nhiều. Một bài hát mà quý vị đã thương yêu suốt 1-2 năm nay. Một lần nữa xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm của nhạc sĩ Hoài An và cũng chính là tâm sự của anh. Bài hát được mang tên Yêu Một Người Nhưng Em Phải Sống Bên Một Người. Dành tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón một người đẹp của chúng ta, nữ ca sĩ Lưu Bích. The flower, oh for me, oh thank you, cảm ơn quý vị, thank you. Trước hết Lưu Bích xin quý vị cho tràng pháo tay The Sound Man and the band. Come on you guys, give a big hand. Thank you.